Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay thì tôi sẽ so sánh giữa cái vũ khí Kuri Ultimate Gold cùng với khẩu Kuri Beast. Theo một comment mình đọc được thì yêu cầu so sánh giữa hai cây này. Thì tôi sẽ vào so sánh chỉ số trước rồi chúng ta sẽ cùng vào chơi trong thực chiến là nó sẽ như thế nào. Ở cái mức phạm vi thì nó không có cái nấc tăng lên này. VNG làm hơi bị lỗi rồi. Rồi hơi bị xà một tí nhưng nó cũng khá là vui. Và chúng ta sẽ cùng vào chế độ đấu đơn, dòng gam. Xem thử nó vị hóa thiên nga nó như thế nào. Không phải là xà mà xem vị hóa thiên nga nó như nào đâu. Rồi trận đầu tiên thì mình sẽ cầm cây Grigo nhá. Và mình sẽ chém bằng tay trái. Rồi tay trái cho nó mới lạ đi. Chơi bình thường tay phải nhiều rồi. Chém mít nó cũng chán anh em ạ. Đây đây con hàng đầu tiên. Rồi chém tay trái thì nó hơi khó một tí. Ôi, lại giao à. Ui, ngu này. Thích thể hiện này. Một con hàng bán mạng đầu tiên. Thằng tiếp theo. Úi ôi, thơm thế dữ lị. Rồi, thằng tiếp. Thằng tiếp, 6 bàn đi. Chạy đâu ấy. Thế nhiên cắm mặt chạy luôn. Rồi, gặp thằng khác lại quay lại. Thế nhiên này muốn cười vãi. Cứ gặp thằng nào chơi cái nhân vật đẹp đẹp tí, giao chém hay hay tí lại chạy. Đâm đầu chạy, quay đầu mày. Làm gì đây? Có khi nào trên đường đời tấp nập ta vô tình chém phẩm vập vào nhau? Thằng tiếp theo. Úi rồi. Gì đây? Ủa búa kìa, búa kìa. Rồi búa khó, khó chơi đây. Cái này thì chém nó không được xa. Úi rồi. Úi rồi. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn mãi không ra nên tôi lại buồn. Ôi, chán quá anh em ạ. Chém mãi không giết được nó. Đây đây đây. Lại nguy. Trời. Rồi lại thanh niên cầm nói ra. Quắm nói ra. Gì đây? Ôi khó thế. Khó thế à? Rồi. Rồi. Cố cưa cầm em nó mà mãi không được. Rồi không được rồi. Chém mãi không được. Ơ cái điện mới. Sao nhảy vào người tôi? Sao bị la? Rồi hai thằng bọc hai đầu. Em sẽ sống sao đây? Đi luôn hai thằng. Tao lại sợ mày quá đấy. Ủa thôi thôi. Hai thằng. Một thằng rìu, một thằng búa. Vả nhau đi. À dao này. Rìu ngoài. Lại đây. Lại đây. Lại đây. Ôi cái điện mợi. Úi ôi. Không được rồi. Mất cái multi của bà rồi. Tao lại sợ mày quá. Thằng tiếp theo. Nguy hiểm này. Ôi dồi. Nguy. Thời vẫn ăn được. Không sao. Thằng tiếp theo. Thằng tiếp theo. Tiếp. Đâu rồi? À. Nhây này cưng. Thôi. Đứng đây lượm multi thôi. Không cần nhiều. Ước gì cái multi nó dài dài thêm một tí đấy. Em lại ăn được nhiều hàng. Ở chém thường. Mày chém thường này cưng. Úi dồi. Hôm nay hơi bị nhiều quắm nói ra đấy. Ghê. Đây, 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 thanh niên lại vác cái mặt qua bên đấy rồi. Ok, tôi sẽ qua ngay đây. Tôi sẽ không để bạn đợi lâu. Úi dồi. Ok. Chưa kịp nhìn. Mới bước lên. Chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Thôi, nó chém sấp mặt. Ơ. Úi dồi. Rìu. Rìu đâu ra thì không biết. Hôm nay đáng nhẽ là quắm. Quắm hơi bị nhiều. Bay nhảy. Thanh niên bay nhảy của năm. Ôi cứ tít vào đây là bay nhảy thôi. Chắc là mới bên tập kích sang. Thấy nó bay suốt anh em ạ. Từ đầu đợt nãy giờ bay không ngừng nghỉ. Thôi để cho cái nút game, cái nút nhảy nó yên thân bạn đi. Làm ơn hãy tha cho cái nút nhảy của tôi. Dã man. Rồi anh em ấn nhiều quá. Đôi khi nó liệt nút nhảy thì đúng là sập mạt. Rồi cần những thanh, cần cái thanh niên bay nhảy kia quay lại đây. Thì meo nào. Nãy thì gặp một thanh niên, cứ gặp thằng nào là thằng là chạy. Đấy, 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 lại bay. Rồi, bạn ơi, làm ơn, hãy để cho nút nhảy yên. Ủa, hãy làm ơn để cho nút nhảy được yên. Thế meo nào, cứ hình em nó thì kia thì bảo làm thao. Thôi, ghê đấy, ghê đấy. Thôi, mạng cuối, mạng cuối, mạng cuối nào. Mạng cuối nào, úp cái điện mới. Rồi. Chán thế à rồi. Một mạng nữa thôi à.
Một mạng nữa thôi là chúng ta sẽ qua cây Kuribis. Tuyệt vời. Nhưng chưa tìm được con hàng nào. Đáng thế à, rồi. Cạn lời là đây. Đây. Lavo. Ôi, búa kìa. Búa thì biết đường nào Lavo bây giờ. Rồi, hết giờ. Rồi, không sao, 19 cũng được. Úi rồi, 2Q. Rồi, thơm thế này hả rồi. Ước gì nó kéo dài thêm 30 giây. Thế có phải làm em cao hứng không? Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với trận tiếp theo. Chúng ta sẽ cầm Kuribis nha. Rồi, một mạng hạ 10 đối thủ trở lên. Vì diệu ấy. Cái Kuribis thì em cũng biết rồi. Nó VIP mà. Vì chủ án Thiên Nga. Rồi, Thiên Nga mà không đẹp dai nữa thì thôi. Vứt bào đi. Rồi, đổi sang VIP thì nó Pro ngay thôi mà. Ủa ôi, cái điện mới. Mày chém bố này, móc lốp. Ủa ôi, ghê thế. Búa kìa. Búa kìa. Ủa ôi, vãi nồi. Chém thường. Tuy nhiên bá đạo ghê. Vận động giữa hai cái vũ khí này là chém thường và chém đặc biệt. Nhưng mình thì mình thích chơi đặc biệt thôi. Chém thường làm cái mắm gì. Rồi, chém thường thì trừ phi mà thấy người ta. Ô sao không thấy thanh máu ấy. Lướt qua, ôi, vãi nồi. Vào ăn hình ạ. Rồi, từ từ đã, mình sẽ lấy lại cái phong độ ngay thôi mà. Toàn gặp búa với điều. Quắm đâu. Búa này cưng. Ô, tao lại sợ mày quá đấy. Ý, nguy hiểm với tôi này. Úi dồi, quắm mà. Nằm xuống thôi. Từ từ thôi mà. Quắm này. Úi dồi, tao lại sợ mày quá đấy. Úi dồi, chém hơi bị ghê. Úi dồi, từ từ xem nào. Vừa búa vừa. Rồi, búa đã giết được rồi. Rồi, ăn thằng búa này khá là khó đây. Tại vì nó có chém rất là ảo rồi. Này thì ảo loi này. Úi dồi, hai thằng búa. Hai thằng búa đây. Tao lại sợ mày quá đấy. Tao, ui. Rồi, tự dưng lại lao hô cho nó ăn. Cạn lời. Hà đấy mình chém muộn quá. Sớm một tí là hàng là của mình rồi. Rồi, hàng rất là nhiều. Ui, chém không đúng ngay. Vãi thật. Một pha dính vào người nó không chết. Rồi, ui, hàng đâu ra mà thơm thế này. Từ từ, từ từ xem nào. Chém thường. Vãi rồi. Quắm băng chém thường. Đây. Rồi. Tao cân tất. Hơi quắm vip đấy. Đừng có đùa à. Thơm thế chứ lị. Rồi. Chém thường đi. Nguy hiểm với tôi này. Multi này. Chưa được multi. Cố lên nào. Đừng. Rồi hết rồi. Cái điện mọi. Rồi phải quan sát chém sau nó hay bị hay móc lắm. Rồi bật chém thường. Chém thường chắc nó thấy mình yếu máu. Ghê quá. Thôi. Ghê quá bạn ơi. Tao lại sợ mày quá. Tao lại sợ mày quá đấy. Rồi. Cứ thấy mình yếu máu là bật chém thường thôi. Nhẫn nó cũng là một có một cái lợi thế. Này thì chém thường à. Này thì nguy hiểm này. Rồi. Vãi nồi. Tuy nhiên cơ hội của năm. Và chúng ta sẽ kết thúc clip này bằng hai cận chiến nữa. Ui, sắp bản này. Chém thế à rồi. Một pha ngáo ngơ đã biến mình thành kẻ làm trò hề. Từ từ nào. Nguy hiểm lắm gì. Chiến thương một cái lao dí mạng vào đầu người ta. Nguy hiểm này. Ui, này thì nguy hiểm với tôi nè. Ui, gì đấy. Hết giờ rồi, hết rồi. Hết rồi. Nhây vãi nồi. Ở chúng ta sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thấy hay, quên like, subscribe kênh của mình nhé. Bye bye tới các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye. Subscribe vào YouTube ấy. Nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.